Tủ sách tín thác, những lá thư không gửi. Xin mến chào anh chị em và tất cả các bạn. Con cậy trông vào lòng thương xót Chúa, Chúa là lẽ sống đời con. Con cậy trông vào lòng thương xót Ngài, Chúa là nơi con nương nhờ. Tủ sách tín thác, những lá thư không gửi. Xin mến chào anh chị em và tất cả các bạn. Thưa anh chị em và các bạn, tủ sách tín thác với cuốn sách đầu tiên là những lá thư không gửi. Chúng tôi đã bắt đầu từ ngày thứ hai 25 tháng 12 2023 với thư gửi Chúa Hài Đồng. Và mỗi tuần lễ 3 ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư, chúng tôi gửi đến anh chị em và các bạn tủ sách tín thác với những lá thư không gửi. Hôm nay, thứ ba 23 tháng 1 năm 2024, thư gửi Đức Mẹ. Thư gửi Đức Mẹ. Mẹ kính yêu, hôm nay con viết thư cho mẹ khi mùa hè bắt đầu. Ngước lên thấy những chùm hoa phượng đỏ rực rỡ như những đám cháy trên không, báo hiệu hè về, cũng báo cho chúng con biết mùa hoa rừng mẹ đã đến. Ngày xưa còn bé, con rất thích mùa này vì được nghỉ hè, không phải đến trường, được xếp sách vở vào ngăn, vui chơi thoải mái. Không như tụi nhỏ bây giờ, mùa hè phải lo học hè, học thêm, học nữa. Học còn vất vả hơn cả mùa không hè. Nhưng thích nhất là mùa này con được cùng với bạn bè đi hái hoa về dâng mẹ. Tội nghiệp tụi nhỏ bây giờ lo học quá, nhồi nhét đủ thứ vào đầu mà đánh mất cả tuổi thơ hồn nhiên, vô tư chạy nhảy. Chúng đâu còn cái thú của trẻ thơ leo trèo lên cây, đi vào cánh đồng, băng qua con suối để tìm hái những chùm hoa đủ loại đem về dâng lên mẹ. Văn chương thi ca âm nhạc viết về mẹ chẳng bao giờ cạn. Có rất nhiều điều có thể nói về vai trò của mẹ trong đời sống chúng con và đời sống giáo hội. Thánh Phaolô nhắc nhủ các tín hữu Philippe: những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen thì xin anh em hãy để ý. Philippe chương 4 câu 8. Con thấy nơi mẹ có đủ những gì là chân thật, cao quý, chính trực, tinh tuyền, đáng mến, đức hạnh, danh thơm tiếng tốt. Đúng, mẹ là một kiệt tác của Thiên Chúa. Nói không hết, suy không cùng. Con chỉ xin được nói về vai trò của mẹ là mẹ thánh thể và mẹ thương xót. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị viết: nếu chúng ta mong ước tái khám phá được toàn bộ sự phong phú trong mối quan hệ sâu xa giữa thánh thể và giáo hội, thì chúng ta không thể bỏ qua Đức Maria, mẹ và gương mẫu của giáo hội. Đức Maria có thể dẫn dắt chúng ta đến với thánh thể vì chính mẹ có một mối quan hệ sâu xa với bí tích cực thánh này. Đọc trong các sách tin mừng tường thuật về việc lập bí tích thánh thể đêm thứ năm tuần thánh, còn không thấy chỗ nào đề cập đến mẹ. Tuy nhiên, con vẫn thấy mẹ hiện diện giữa các tông đồ trong cộng đoàn đang đồng tâm nhất trí cầu nguyện, mong đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Công vụ chương 1 câu 14. Như vậy, chắc hẳn mẹ cũng từng hiện diện trong các buổi cử hành thánh thể của các Kitô hữu tiên khởi, những người siêng năng tham dự lễ bẻ bánh. Và ngày hôm nay, mẹ cũng vẫn có mặt với chúng con trong những buổi cử hành thánh thể
để giúp con ý thức hơn về lời thưa Amen khi nghe những lời mình Thánh Chúa Kitô ngay trước khi đón rước bánh thánh. Khi thưa Amen, con tuyên xưng niềm tin chắc chắn rằng tấm bánh mà con đang cầm trên tay là chính mình Thánh Chúa. Như mẹ bồng ngẫm hài nhi Giêsu trên tay mà tin chắc đó là con Thiên Chúa. Tiếng Amen ấy cũng là lời xác tín rằng khi rước bánh thánh là con được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu như mẹ kêu mang Chúa trong cung lòng. Đồng thời, con cũng được kết hiệp với những người cùng rước Chúa như anh em một nhà với nhau. Như mẹ vừa đáp tiếng xin vâng trong buổi biến cố truyền tin, thì mẹ cũng hối hả đi thăm bà Isabel để đem Chúa đến cho người chị em ấy, đồng thời cũng nhận ra Chúa ở trong người chị em của mình. Có một sự tương tự sâu xa giữa lời mẹ thưa xin vâng Fiat để đáp lại thiên sứ khi truyền tin và lời con thưa Amen mỗi khi đón rước mình máu Thánh Chúa. Không biết con so sánh như vậy có khập khiễng hay không? Thú thật với mẹ, vì đây là mầu nhiệm đức tin, cho nên con phải lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì, hoặc nếu trí khôn nông cạn không thể giải thích thấu đáo tường tận được, trong thông điệp về Thánh Thể, Đức Giáo Hoàng John Paul II đề nghị vang vọng những điều Ngài viết về mẹ trong mối tương quan với Thánh Thể. Theo Đức Thánh Cha, nếu Thánh Thể là một mầu nhiệm đức tin vốn vượt quá sự hiểu biết của chúng con, thì không thể có ai như mẹ trở thành người hỗ trợ và hướng dẫn chúng con trong việc đạt được thiên hướng này. Khi lặp lại các việc Đức Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly, với sự vâng phục mệnh lệnh, hãy làm việc này để nhớ đến Thầy, thì con cũng chấp nhận lời mời gọi của mẹ trong việc vâng phục Đức Giêsu mà không dò dự. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Gioan chương 2 câu 5. Nghe và làm theo lời mẹ dạy chính là nghe và làm theo lời Chúa. Như thế, con cũng được phúc như mẹ, vì Chúa đã nói, ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em tôi, là mẹ tôi. Marco chương 3 câu 21. Với cùng mối quan tâm của tình mẫu tử mà mẹ đã bộc lộ trong tiệc cưới Cana, dường như mẹ đang nói với chúng con ngày hôm nay, đừng nào núng, hãy tin vào những lời con của mẹ. Nếu người có khả năng biến nước lã thành rượu, thì người cũng có khả năng biến bánh và rượu thành mình và máu thánh người, và cũng có khả năng làm cho những người thông phần mình và máu thánh của người được hiệp nhất với nhau. Mẹ đã sống đức tin của mẹ nơi Thánh Thể, ngay cả trước khi lập phép Thánh Thể, qua chính việc mẹ dâng hiến cung lòng đồng trinh của mình cho ngôi lời Thiên Chúa nhập thể. Trong khi Thánh Thể tưởng nhớ cuộc thương khó và sống lại, thì Thánh Thể cũng nối tiếp việc nhập thể. Khi mẹ mang trong cung lòng mình ngôi lời đã hóa thành người phàm, thì bằng cách nào đó mẹ trở thành một nhà tạm, mà qua đó con Thiên Chúa, dù vẫn còn vô hình trước mắt con người, đã tự để cho bà Isabel thờ phượng trong biến cố thăm viếng. Khi con nhìn mẹ chiêm ngắm khuôn mặt của hài nhi Giêsu và đong đưa ẩu ơ trong vòng tay mẹ, thì chính cái nhìn đắm say của mẹ truyền cảm hứng cho con khi đón rước Thánh Thể đấy. Thánh Faustina đã cảm nghiệm sự hiện diện sống động của Thiên Chúa liên lỉ trong linh hồn mình sau khi rước lễ. Chị nhìn nhận, trái tim tôi là một nhà tạm sinh động cất giữ bánh thánh sinh động. Trái tim tôi là một nhà tạm sinh động cất giữ bánh thánh sinh động. Tôi không bao giờ đi tìm Thiên Chúa ở đâu xa xôi, nhưng ngay trong lòng tôi.
Nhật ký 1302. Mẹ ơi, con rước Chúa mỗi ngày, nhưng con có là nhà tạm cho Chúa ngự đâu. Con chạy đi tìm thế gian chứ không đi tìm Chúa. Buồn thay, Chúa chỉ được tạm trú trong linh hồn con. Chúa chỉ được tạm trú trong linh hồn của con thoáng chốc khi rước lễ thôi. Sau đó, linh hồn con là chỗ thường trú của tiền tài, danh vọng, địa vị, chức tước, quyền lực. Con nghe lời Chúa than thở với chị Faustina: Cha khát khao được kết hợp với các linh hồn. Niềm vui sướng lớn lao của cha là được kết hợp với các linh hồn. Con hãy biết, khi đến với một linh mục lúc hiệp lễ, tay cha đầy ắp mọi ân sủng, cha muốn trao tặng cho các linh hồn ấy. Nhưng các linh hồn không màng đến cha. Họ để cha lủi thủi một mình và bận rộn với những chuyện khác. Ôi, cha buồn sầu biết bao, vì các linh hồn không nhận ra tình yêu, họ xử với cha như là một vật vô hồn. Nhật ký 1385. Trong khi con xử tệ với Chúa như thế, thì Faustina xác tín: Tất cả sức mạnh của tôi đều bắt nguồn từ Thánh Thể. Tôi dùng mọi giờ phút rảnh rỗi để tâm sự với Người. Người là tôn sư của tôi. Nhật ký 1404. Phần con: Trong đời mục vụ, những lúc rảnh rỗi con dùng thời giờ để làm gì? Đi câu, đi săn, đi nhậu, đi coi xe, coi đất, coi phim, ngồi lê đôi mách, xăm soi chuyện người khác rồi sinh ra bao nhiêu thứ chuyện. Vì nhàn cư vi bất thiện. Thậm chí, có khi rảnh quá đến nỗi không biết làm gì nữa. Cuộc sống dâng hiến như thế thật là vô vị và vô nghĩa. Điểm dừng chân thường xuyên của con là các nhà giàu, là các đại gia, những biệt thự nguy nga hoành tráng với yến tiệc linh đình, chứ đâu phải nhà tạm, đâu phải nhà tranh vách đất hay những khu nhà ổ chuột. Cánh cửa đầu tiên con mở khi đi về là cửa nhà bếp, cửa tủ lạnh, chứ đâu phải cửa nhà nguyện, nhà tạm. Muốn nói về Đức Mẹ Thánh Thể, kêu cầu Đức Mẹ Thánh Thể, thì cuộc sống của con phải bén rễ nơi Thánh Thể. Con mong ước mình có thể nói như Thánh Ignatius: Đức Giêsu trong nhà tạm là Thiên Chúa và là tất cả của tôi. Người là thiên đàng dưới thế của tôi. Hoặc như Thánh Francisco Xavier, sau một ngày làm việc cho phần rỗi các linh hồn, thường dùng cả đêm cầu nguyện trước Thánh Thể. Khi không vượt qua được giấc ngủ, thánh nhân đã thả mình ở bậc bàn thờ, nghỉ một chút rồi lại bắt đầu cuộc chuyện vãn với Chúa. Thánh Francisco Regis cũng như thế. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thánh nhân cho phép mình được nghỉ một lát trước nhà tạm. Nếu nhà thờ đã đóng cửa, ngài sẽ quỳ trước cửa nhà thờ. Thánh Ignacio và Thánh Stanislao Kostka dành mọi giờ rảnh trước nhà tạm. Trong những lần thăm người nghèo khổ, Thánh Vincent de Paul đã ghé vào mọi nhà thờ dọc đường. Nhỡ nhà thờ đóng cửa, ngài làm các việc đạo đức ngay bên ngoài cửa nhà thờ. Mỗi khi về thành phố, Thánh Leonard of Pomporis và Thánh Benedict Lapre trực chỉ đầu tiên tới một nhà thờ có lưu giữ Thánh Thể. Còn yêu quý một người bạn nào đó vì những phẩm chất và các đức tính tốt của bạn ấy, nếu người ấy càng thân thiết và quảng đại với con, thì con càng yêu người ấy. Vậy tại sao Chúa thân thiết và quảng đại với con như thế? Chúa yêu thương con như thế mà con lại thường từ chối tình yêu đó? Buồn vì sự bội bạc của con người đối với tình yêu Chúa, Thánh Francisco Assisi, Thánh Teresa Avila, Thánh Mary Magdalene, Pazzi và các thánh khác
phải khóc lên vì đau đớn và kêu lên: "Ôi, tình yêu không được yêu, tình yêu không được yêu." Con nghe Thánh An Phục Sô nói, một linh hồn dành chút thời gian hồi tâm sốt sáng trước Thánh Thể sẽ nhận được sự an ủi của Chúa lớn hơn mọi niềm vui mà thế gian có thể ban tặng. Đức Giêsu trong Thánh Thể là nguồn của mọi sự thiện. Còn cha Thánh Vianney thì quả quyết: "Hiện nay, hỡi các con nhỏ của ta, khi ta giữ Chúa trên đôi bàn tay là lúc Người ban phúc cho ta. Hãy xin Người mở đôi mắt tâm hồn của các con và nói như người mù thành Jericho rằng: Lạy Chúa, xin cho tôi được nhìn thấy." Nếu kêu cầu chân thành, các con sẽ nhận được điều mình mong ước, bởi Người chỉ mong hạnh phúc cho các con. Bàn tay của Người tràn đầy ân sủng đang tìm ai đó để ban phát. Nhưng than ơi, chẳng có được ai. Ôi sự dửng dưng và vô ơn. Hỡi các con của ta, chúng ta thật vô phúc nếu không hiểu được những điều này. Chúng ta sẽ hiểu rõ vào một ngày nào đó, nhưng nếu như vậy thì trễ quá mất rồi. Trong cuốn sách nhỏ có tựa đề là Quỳ Gối Trước Thánh Thể, tác giả Gomez kể lại câu chuyện một người tin lành trở lại Công giáo nhờ tấm gương yêu mến kính trọng Thánh Thể của một giám mục Công giáo. Đức giám mục Memilot, một tông đồ thánh thiện và có tài hùng biện, Ngài kể lại khi còn là đại diện tại Geneva, Ngài đã làm cho một người tin lành trở lại mà không hay biết do việc quỳ gối cách kính cẩn trước Thánh Thể. Vị giám mục ấy có thói quen viếng Thánh Thể vào mỗi tối để chăm sóc đèn chầu và xem cửa nhà thờ đã gài kỹ chưa, cũng như có còn ai ẩn nấp trong nhà thờ chăng, vì Ngài sợ kẻ trộm phạm thánh. Khi đã xem xét cẩn thận mọi thứ, Ngài quỳ tại bậc bàn thờ một lát, sau đó cung kính bái gối và hôn đất như biểu hiện cung kính sâu thẳm trước Thánh Thể, rồi ra về. Một tối nọ, tin rằng chỉ còn một mình trong nhà thờ, Ngài kết thúc việc đạo đức của mình như thường lệ. Vừa nhắc gối lên, Ngài nghe thấy một tiếng động. Đột nhiên, cửa tòa giải tội mở ra và một phụ nữ có cung cách đoan trang bước ra. Memilot lên hỏi: "Này bà làm gì ở đây vào giờ này?" Bà trả lời: "Tôi là một người tin lành. Tôi đã tham dự các buổi chia sẻ của Ngài nói về sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Các luận chứng của Ngài đã thuyết phục tôi về chân lý của học thuyết này. Xin lỗi Ngài, chỉ còn lại một nghi ngờ là không biết chính Ngài có tin điều mình giảng dạy hay không. Tôi muốn được nhìn xem khi ở một mình, Ngài có cư xử trước Thánh Thể như một người tin thực sự hay không. Tôi quyết định ở lại, và tôi sẽ quyết định trở lại đạo nếu tư cách đạo đức của Ngài đi đôi với lời của Ngài. Tôi đã đến, đã thấy và tôi tin." Người phụ nữ này sau đó trở thành một tín hữu Công giáo rất nhiệt thành ở Geneva. Giảng điều mình tin và sống điều mình giảng, con có làm như vậy không? Hay những điều con giảng chỉ là một mớ lý thuyết không hồn, những bài viết sẵn trên web được đọc lại y chang với cung điệu nhấn nhá như thử là của mình? Đọc mà không hiểu mình đọc gì thì làm sao truyền đạt cho người nghe? Giảng mà chính mình không sắc tín thì làm sao thuyết phục thính giả? Khó khăn nhất vẫn là sống điều mình giảng. Người phụ nữ ấy trở lại đạo vì thấy tư cách đạo đức đi đôi với lời người giảng, trong khi có nhiều tín hữu ngày nay bỏ đạo vì thấy tư cách đạo đức của con đi ngược với lời con rao giảng. Con giảng về Thánh Thể,
cung nghinh thánh thể, chầu thánh thể, cử hành thánh thể mà không sống thánh thể, không yêu thương hiệp nhất với nhau, không tha thứ đón nhận nhau, thậm chí còn muốn loại trừ nhau nữa, thì còn có nghĩa gì không? Làm như thế là con chuốc lấy án phạt cho chính mình. Mẹ ơi, Thánh Phêrô Giuliano Emma, tổ phụ dòng thánh thể, khuyến khích con đi theo mẹ đến phòng tiệc ly để cầu nguyện với thánh thể. Ở đó con có thể suy nghĩ bằng tư tưởng của mẹ, nói bằng những lời yêu thương của mẹ, nói theo cách thức sống của mẹ, thực hiện những hành động của mẹ và chia sẻ những nỗi đau khổ của mẹ. Khi con làm được như thế, thì toàn bộ điều này sẽ nói lên cho con về Đức Giêsu và con sẽ đi đến chỗ nhận biết Chúa hơn nhờ trái tim của mẹ. Trong cuộc đời mẹ, con tìm được gương mẫu và niềm an ủi cho cuộc đời mình. Khi cùng với mẹ quỳ gối trước nhà tạm, con sẽ tiếp tục đời sống thánh thể của mẹ trên trần thế. Không gì có thể làm cho Đức Giêsu hạnh phúc hơn là nhận thấy nơi chính bản thân con hình ảnh mẹ yêu dấu của Chúa. Và cũng không gì làm cho mẹ hạnh phúc hơn là thấy nơi chính bản thân con hình ảnh con yêu dấu của mẹ. Cha Thánh Emma kêu cầu: Ôi lạy Đức Maria, xin dạy cho chúng con đời sống thờ phượng. Xin dạy chúng con nhận thấy giống như mẹ tất cả các mầu nhiệm và các ân huệ trong thánh thể, hầu chúng con sống lại những câu chuyện tin mừng và đọc lại tin mừng dưới ánh sáng đời sống thánh thể của Đức Giêsu. Ôi lạy Đức Mẹ của bí tích cực thánh, xin mẹ hãy nhớ mẹ là mẹ của tất cả những người thờ phượng thánh thể. Trong đời chúng ta, tất cả phải tôn thờ. Giờ chầu cầu nguyện phải kéo dài trong giờ chầu cuộc sống. Lúc nào tôi cũng có thể thờ lại Chúa Giêsu thánh thể. Mọi hành động của tôi đều có thể tôn thờ. Không ai có thể tách lìa tôi ra khỏi Đức Giêsu Kitô, không ai có thể lấy mất Đức Giêsu Kitô của tôi. Là con cái của Thánh Emma, nhưng con chưa thấm nhuần được bài học này. Giờ chầu cầu nguyện của con chỉ đóng khung trong nhà thờ, nhà nguyện mà không kéo dài trong giờ chầu cuộc sống. Thế cho nên, cuộc sống trần thế của con chẳng mang đậm nét cuộc sống thánh thể. Con hay nói về sứ vụ thánh thể, mà thực ra con chẳng hiểu sứ vụ đó là như thế nào và thực hiện ra sao. Theo lời dạy của Thánh Tổ Phụ Emma, thì mọi tu sĩ thánh thể phải hết lòng dốc sức vận dụng bất cứ phương thức nào mà lòng nhiệt thành, thuần túy và vô vị lợi của chúng ta có thể sáng nghĩ ra, để đặt mục đích là làm cho mọi người nhận biết, yêu mến và phục vụ Chúa nơi thánh thể. Cha Tổ Phụ đâu có giới hạn hoạt động tông đồ của tu sĩ dòng thánh thể trong lĩnh vực nào, cũng đâu cấm sử dụng phương thức nào. Như thế, việc loan truyền lòng thương xót Chúa được biểu lộ nơi thánh thể và dấn thân thực hành lòng thương xót quả đúng là sứ vụ thánh thể mà con phải thực hiện. Đúng không mẹ? Người ta bảo con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thế nhưng cách suy nghĩ, nói năng, hành động của con chẳng giống mẹ chút nào, cũng chẳng theo linh đạo của cha Thánh Emma nữa. Như vậy thì con có thực là con của mẹ không? Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp về thánh thể cũng nhấn mạnh đến việc cần phải thay đổi cách thức thờ phượng. Cách thờ phượng của Đức Maria không theo sáo mòn. Suốt một thời gian, mẹ thờ phượng người trong cung lòng mình. Lúc khác mẹ thờ phượng như một người nghèo nàn và thấp hèn tại Bethlehem. Lúc khác nữa mẹ lại thờ phượng trong khi lao động tại Nazareth. Và sau này mẹ thờ phượng như người truyền bá phúc âm trên đất nước và hoán cải các tội nhân. Cách thờ phượng của Đức Maria luôn luôn theo kịp những tình cảm nơi người con thần thánh của mẹ. Rõ ràng đã được mặc khải cho mẹ. Tình yêu của mẹ làm cho mẹ hoàn toàn phù hợp với Đức Giêsu trong tư tưởng và trong đời sống.
đối với anh em, những người thờ phượng, chúng tôi xin nói, anh em hãy luôn luôn thờ phượng Đức Giêsu, nhưng hãy thay đổi cách thức thờ phượng như Đức Trinh Nữ rất thánh đã làm. Anh em hãy ghi nhớ trong tâm trí mình tất cả các mầu nhiệm nào liên quan đến thánh thể, nhằm tránh được lối mòn. Nếu lòng yêu mến của anh em không được nuôi dưỡng bằng một hình thức đạo đức mới, một tư tưởng mới, thì anh em sẽ trở nên ngớ ngẩn trong việc cầu nguyện. Mẹ yêu dấu của con đọc thấy trong thông điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về lời kinh Magnificat của mẹ trong tương quan với thánh thể. Khi mẹ thốt lên, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, thì mẹ đã mang Đức Giêsu trong cung lòng mình. Mẹ ngợi khen Thiên Chúa thông qua Đức Giêsu, nhưng mẹ cũng ngợi khen Thiên Chúa trong Đức Giêsu và cùng với Đức Giêsu. Tự thân việc này là thái độ thánh thể đích thực. Đồng thời mẹ còn gợi lên những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm trong lịch sử cứu độ, khi kiện toàn lời hứa mà người đã từng thực hiện với cha ông, và công bố điều kỳ diệu trội vượt trên mọi điều kỳ diệu, đó là việc nhập thể cứu độ. Lời kinh ấy còn phản ánh áp lực cánh chung của thánh thể. Mỗi khi con Thiên Chúa đến với chúng con trong sự nghèo nàn của những dấu chỉ mang tính cách bí tích của bánh và rượu, thì những hạt giống của lịch sử mới đều được bén rễ sâu. Trong đó, người quyền thế bị hạ bệ, những kẻ khiêm nhường được nâng cao. Kinh Magnificat diễn tả linh đạo của mẹ, và không gì cao cả hơn linh đạo này. Qua việc giúp chúng con trải nghiệm được mầu nhiệm thánh thể, thánh thể đã được ban cho chúng con để rồi giống như cuộc đời của mẹ, cuộc đời chúng con hoàn toàn có thể trở thành một kinh Magnificat, lời kinh ngợi khen. Cuộc sống với nhiều khó khăn thử thách làm con dễ thành người ưa cảm ràm, than thân trách phận, thay vì ngợi khen Chúa đã làm cho con những điều kỳ diệu như mẹ hằng chúc tụng Chúa trong lời kinh Magnificat. Con ngại khó, con sợ khổ, con không dám hy sinh, không muốn cho đi, thì làm sao mà sống thánh thể được. Con hay suy ngẫm sự thương khó rồi dừng lại ở đó. Con hay suy ngẫm sự thương khó rồi dừng lại ở đó để trở thành con người khó thương. Thương khó rồi khó thương. Linh hồn càng có tình yêu thánh thể ngự trị thì càng sẵn sàng đón nhận hy sinh, vì biết nhìn đến góc cạnh vinh quang của nó. Những người con của mẹ, con của Chúa Giêsu thánh thể, phải là chứng nhân của niềm vui, bình an, phục vụ trong hân hoan, và nhất là chứng nhân của lòng thương xót trong thời đại này. Quả là Thiên Chúa mong muốn con hân hoan đón nhận muôn phúc lành mà người đã mặc khải, rõ ràng và tuyệt vời cho Thánh Metit. Một lần khi thắng được nỗi sợ hãi đến trước mặt Chúa, sợ bất xứng với ân thánh, thì bà nghe thấy tiếng cha trên trời phán: "Hãy tới với mẹ của con Thiên Chúa, xin mẹ ban hài nhi có mọi kho tàng của ta để lãnh nhận ơn cứu độ." Thánh nhân thấy Chúa Hải Nhi được cuốn khăn nằm trong má cỏ cùng tiếng nói: "Này đây, khi ta vào thế giới, mẹ đã bọc tấm tã bao quanh ta để ta không xê dịch được bằng tay chân. Đó cũng là cách cha trên trời muốn. Hãy tới gần, hãy ôm lấy những kho tàng từ trời mà Chúa con ngay từ thuở mới sinh đem đến. Đang có tay chân bị bó chặt, đâu bảo vệ được gì. Lại nữa, trong giờ chết, ta bỏ lại thế gian, những kẻ bách hại dùng đinh sắt đóng chân tay ta vào thập giá. Cha ta dường như cũng nói: hãy tới gần, gom lấy hết những kho tàng ân sủng của Chúa con trao ban nhờ sự sống, thương khó và sự chết của người. Những ai bị đóng đinh chân tay vào thập giá đâu thể ngăn nổi người khác tước mất tài sản của mình. Chính trong thánh thể,
ta gói trọn những ân huệ của cuộc sống tại thế, thương khó và sự chết. Đó là tất cả tài sản trên trời dưới thế của ta. Bởi thế nhân loại có thể tin tưởng chạy đến lấy đi mọi sự của ta. Ta ước muốn mọi người biết sử dụng kho tàng này cho phần rỗi của mình. Ước chi con người có thể hiểu được ngôn từ này của trời cao mẹ nhỉ. Con xin phép hiệp ý với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong huấn dụ Tông Đồ Giáo Dân ngày 30 tháng 12 năm 1988 kêu xin mẹ. Ôi lạy Đức Trinh Nữ đầy can đảm, xin cho sức mạnh thiêng liêng và niềm tín thác của mẹ nơi Thiên Chúa truyền cảm hứng cho chúng con, hầu chúng con biết cách khắc phục tất cả những trở ngại gặp phải trong việc thực hiện sứ mạng của chúng con. Xin dạy chúng con cách xử lý những công việc trần thế với một ý thức thực sự về trách nhiệm Kitô hữu và một niềm hy vọng vui tươi về nước Thiên Chúa đang đến và về một trời mới đất mới. Ôi lạy mẹ Đồng Trinh, xin hướng dẫn và nâng đỡ chúng con, hầu chúng con có thể luôn luôn sống như những con cái đích thực trong giáo hội của con mẹ. Xin tạo khả năng cho chúng con thiết lập nền văn minh tình yêu và chân lý trên trái đất như Thiên Chúa muốn vì vinh quang của người. Amen. Xuống, hồn con an vui trong giấc ngọc.